Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và hôm nay thì tôi sẽ show cho anh em xem một số acc cực kỳ là ok luôn. Và đầu tiên đến với cái acc VIP 4 thôi, Never 94 ở clan Hưng Yên. Acc thì KD 1.04 và hạ gục cũng rất là nhiều rồi, 34.000 kill rồi. Đây tôi sẽ vào cho anh em xem. Acc thì còn gọi là 100.000 nữa là lên VIP 5. Nói chung là cũng là khá nhiều rồi. Acc vẫn còn 2.485 kim cương nha anh em. Rồi tôi sẽ vào sâu cho anh em xem. Thì nói chung là rất ít acc mà được cái là đẹp như acc này nha anh em nhé. Mặc dù là mới VIP 4 thôi, gần đến VIP 5. Acc có một khẩu AK-47 Transformer, M451 Bonbit, M451 Quái Thú Vô Hình, 3Z Aurora, ZPK Level 2, Thompson Băng, DE Thunder, AK 3 Tước, AK-47 Rosa, Mauser Nobel Dragon, BCAC Nobel Dragon, M240 Betesla, A12 Booster. Nói chung rất nhiều vũ khí cam anh em ạ. Dép tổ ong Việt Nam, IAS Phoenix, đao phán quyết X2, đao Fury và roi nữ hoàng, set vũ công, set belly, set M4 băng, quắm các kiểu rất nhiều, gậy vũ công, AK47 trao, AK47 gold. Nói chung rất nhiều súng tím và đồ vũ khí cam anh em ạ. AK47 giải đấu Hàn, M200, rồi khẩu SMG này cũng rất là đẹp này. Đấy. Dua Team B-Royal Dragon, Ruby Chicken, súng tím đọc từ nãy giờ mãi không hết anh em ạ, mỏi miệng luôn. Jacking Bull X2, M4SS này, Kerrit X-Max, sẻng Tết Nguyên Tiêu, AWM Red, 3Z Đen, lựu đạn Clan có 1. Và acc này đặc biệt là rất là ngon, là rất nhiều lựu đạn anh em ạ. Lựu đạn Defong này, đấy, 4 quả Flash Bang này, 6 quả smoke anh em ạ, vãi cả trưởng thánh cầy. Rồi tôi sẽ vào nhân vật thì đã có nhân vật 2 vòng quay và Velos vĩnh viễn. Đấy, thế nên tôi mới nói là acc này rất là ngon. Vật phẩm thì còn 16 đa thức tỉnh Thompson này. Nhẫn cũng 32 dòng 5 sao và dòng 4 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Bởi vì sao nó ngon là tại vì thiên phú gần mắc hết anh em ạ. BBB thì mắc rồi nhá. Đây tôi cho anh em xem tất cả. Đấy, toàn gần mắc hết rồi. Đấy, còn hầu như cái gì không cần thì mới chưa mắc thôi. Cái gì cần thiết mắc hết. Thay đạn nhanh, rồi chính xác súng rai, rồi gỡ bom nhanh, giảm flash, rồi slip các thứ đều mắc hết. Thiên phú rất là đẹp anh em ạ. Đấy, tại vì acc rất chủ acc thì tôi quen mà ông ấy rất chịu khó cày. Thành tựu cũng mắc thành tựu level 6 luôn. Đây còn 21 triệu vàng nữa, nếu mà đập ra cũng hơi lâu ấy. Rồi tôi sẽ vào sâu quà cho anh em xem. Thì vòng Bonbit cũng quay được 246 ô rồi. Vòng Akachan thì full rồi nha anh em nhé. Vòng M4 thì quay được 4 ô nhưng mà cũng rất là hên này. Ra con AOE và ba lô số 5 là hai thứ cần thiết nhất ở trong cái vòng này. Đấy, tôi sẽ sâu lại cho anh em xem. Nói chung acc thiên phú mắc này, thành tựu mắc này, nhân vật VIP. Đấy, nhân vật VIP, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP, vũ khí thì đủ anh em dùng này, phun vòng Akachan M4 rồi M4 quái thú này, ZBK Level 2 Thompson, DE này, AK bá tước các thứ này. Cận chiến rất là nhiều. Rồi tôi sẽ đến với cái acc tiếp theo. Rồi đến với cái acc tiếp theo nha anh em nhé. Acc này thì Never 79 và đặc quyền VIP 5. KD thì 1.11, 3 con số 1. Hạ gục thì 13.000 kill anh em ạ. Rồi tôi sẽ sâu nhanh kho đồ. Acc này thì cũng khá là ok anh em ạ. Giá thì rẻ hơn acc kia một xíu tại vì không ngon bằng. Có một khẩu AK-47 Transformer, 1451 bit. Dập. DE Thunder, 3Z Nobel Dragon, M240 Betesla, A12 Booster, IAS Phoenix, kiếm vàng. Và đặc biệt acc này thì bình thường những acc mà nhiều tiền thì sẽ lấy ATM, nhưng mà acc này thẻ cũng lấy luôn anh em ạ. Chổi nông gà lắm mới, set vũ công, set băng này, rồi quắm này, Alaconda file, gậy vũ công AK-47 trao. Đấy, rất nhiều súng tím, 9A91 cung hoàng đạo, Barret Royal Dragon. Và súng tím kéo rất là nhiều anh em ạ, kéo mãi không hết. Team BSS hai khẩu luôn, M37 COV, sẻng Tết Nguyên Tiêu, búa sắt, 3Z đen cũng có. Nhân vật thì có rốt và AOE,
Vật phẩm thì có 17 đá thức tỉnh Thôn Sơn, 15 đá thức tỉnh à đâu 10 15 đá thức tỉnh Thôn Sơn, 17 đá thức tỉnh JBK, 20 đá thức tỉnh MSG 90. Đấy, nhẫn thì ba dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP cũng rất là ok. Rồi, Thiên Phú thì cúp cũng khá là đẹp anh em ạ, mắc gỡ bom nhanh rồi. Nói chung BBB cũng mắc nhiều. Tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Vòng quà thì vòng Bon Beat quay được 4 5 ô, vòng Akachan thì một ô nữa ra 3Z Aurora. Vòng 14 thì cũng rất là đẹp, còn có 5 ô thôi. Là full. Rồi, tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi đến với cạc số 3 nhé anh em nhé. Thì cạc này 150k thẻ cào thôi. Đấy, à còn 461 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên, có AL94 VIP này, JBK Level 2 này, AK47 Lobel Dragon này, BCAC Lobel Dragon và rất nhiều súng tím nữa, 9A91 X Max này. Đấy, tôi kéo thôi, khỏi phải đọc mãi mồi mồm, AK47 SS các kiểu này, TMB SS. Rồi tôi sẽ nhân vật thì chưa có nhân vật gì nha anh em nha. Đấy, vật phẩm thì cũng có một số vật phẩm thôi. Và tôi sẽ đến với cạc tiếp theo.